là hô hấp ký đúng không? Dạ. Thì đầu đầu tiên á thì hỏi các bạn như thế này, có khi thì mình ghi là hô hấp ký, có khi thì mình ghi là chức năng hô hấp, có khi thì mình ghi là phế dung ký, vậy cái nào đúng? Dạ, em nghĩ là hô hấp ký đúng không? Hô hấp ký đúng. Còn chức năng hô hấp thì nghĩa là sao? Dạ, cái chức năng hô hấp nó rộng hơn cái hô hấp ký. À đúng rồi đó. À, cái hô hấp ký là dịch của cái chữ spirometry ha. Còn cái hô hấp ký là dịch của cái chữ spirometry là cái tên hiện đang sử dụng. Trước đây thì có một số thầy cô sử dụng cái chữ là phế dung ký ha. Còn đó đó là cái nghĩa của cái chữ spirometry. Còn cái đo chức năng hô hấp á, thì nó rộng hơn. Thế thì theo các bạn chức năng hô hấp là gì? Chức năng hô hấp là gì? Các bạn có nhìn thấy màn hình không vậy? Hô hấp là cũng có Dạ thấy phổi, được. Thấy ha. tim, cơ hoành, xương sườn, lồng ngực cũng không? Không, chức năng hô hấp, chức năng hô hấp. Chức năng hô hấp là hoạt động của hệ hô hấp, đúng không? Nhằm mục đích làm gì? Mục đích chính của hệ hô hấp tức là trao đổi khí. Ha. Trao đổi khí tức là bao gồm cả oxy và CO2 của cơ thể với môi trường bên ngoài, đó là chức năng chính của hệ hô hấp. Ha. Cho nên cái chữ chức năng hô hấp đó là respiratory functional đó, hay là lung functional đó, tức là chức năng của hệ hô hấp thì nghĩa nó rất là rộng nha. Ngoài cái chức năng cái hệ hô hấp, ngoài cái chức năng trao đổi khí á, thì nó còn một vài cái chức năng khác như là cân thăng bằng kiềm toan, giống như mình học cái bài khí máu động mạch hôm trước á, thì cái việc mà mình thở ra thở vô, hít thở ra, nó cũng điều chỉnh cái kiềm toan cho cơ thể. Ngoài ra nó còn hỗ trợ trong cái việc cân bằng nước, trong cái việc thân nhiệt cũng như là phát âm, thì do đó là những cái chức năng phụ. Và cái chức năng chính của cái hệ hô hấp tức là trao đổi khí với môi trường bên ngoài. Và để đảm bảo cái chức năng trao đổi khí đó đó thì nó phải qua bốn giai đoạn nha. Giai đoạn đầu tiên á là khi mà mình hít thở. Mình hít thở tức là bạn vừa nói tức là cái hoạt động của cái lồng ngực ha, hít vào và thở ra. Thì đó là giai đoạn đầu tiên để cho các cái không khí đó nó đi vào và nó đi ra khỏi phổi. À, thì cái đó gọi là giai đoạn đầu tiên, nó gọi là giai đoạn thông khí tại phổi nha, giai đoạn thông khí tại phổi. Và khi mà mình hít vào rồi đó thì oxy nó đi vào tới phế nang. Không khí nó vào tới phế nang và cái oxy ở trong không khí đó nó làm việc, nó làm gì? Nó từ phế nang nó sẽ đi xuyên qua cái màng phế nang mao mạch nha. Đó thì đây là cái giai đoạn thứ nhì, gọi là giai đoạn khuếch tán nha, giai đoạn khuếch tán. Và khi mà nó đi qua khỏi cái màng phế nang mao mạch rồi thì nó làm gì nữa? Nó đi vào trong máu ha, nó đi vào trong máu, và ở trong máu nó sẽ làm gì? Nó gắn với hemoglobin hoặc là nó hòa tan trong huyết tương để và cái giai đoạn trong máu này nó gọi là giai đoạn vận chuyển, tức là các hemoglobin này nó sẽ vận chuyển các cái oxy ha ở trong máu. Và đi đâu? Thì máu nó sẽ đưa cái oxy đến đến mô ha, và tại mô thì nó sẽ cung cấp các cái oxy này cho tế bào sử dụng. Và giai đoạn cuối cùng gọi là giai đoạn hô hấp tế bào nha, giai đoạn hô hấp tế bào. Thì là mình sẽ có bốn giai đoạn tất cả nha. Thì ở mỗi giai đoạn như vậy á, thì nó có những cái kỹ thuật để đo lường riêng ha. Và giai đoạn đầu tiên á, là giai đoạn thông khí tại phổi, tức là mình hít ra hít vô không khí ở phổi á, thì cái mà mình sẽ học sắp tới, sắp tí nữa mình học này, đó là hô hấp
ký hay là spirometry nha. Tuy nhiên á, là cái giai đoạn cái thông khí tại phổi này á, mình chỉ đo được những cái thể tích mà người cơ thể mình có thể thở ra ngoài được nha. Thế thì những cái thể tích phổi, những cái thể tích khí mà mình không có đưa ra ngoài được mà nó vẫn nằm mãi trong phổi, ví dụ như thể tích khí cặn thì mình có đo được hay không? Thì hô hấp ký spirometry đo không được, nhưng mà mình sẽ có những cái kỹ thuật khác để đo, ví dụ như là phế thân ký hay là pha loãng khí bằng nitrogen hay là helium, mình đo được bằng những cái kỹ thuật đó. Và một cái kỹ thuật cũng đo được cái thông khí tại phổi, nó gọi là dao động xung ký á, thì thật ra thì nó cũng không đo được cái thể tích, nhưng mà nó đo được cái sức cản ngoại biên của các cái phế quản nha. Và cái kỹ thuật này thì thực ra thì nó hỗ trợ cho những cái trường hợp mà bệnh nhân yếu quá, bệnh nhân không có thể gắng sức được, bệnh nhân không có hợp tác để đo được cái spirometry, thì mình có thể tạm chỉ định cái IOS này để phục vụ cho cái việc chẩn đoán. Rồi đó là giai đoạn đầu tiên. Ở giai đoạn thứ nhì á, là giai đoạn khuếch tán qua màng phế nang mao mạch, thì mình đo bằng cái gì? Đo bằng cái kỹ thuật nó gọi là DLCO, tức là cái đo cái khí CO. Khi mà nó khuếch tán qua cái màng phế nang mao mạch á, thì nó đo cái khả năng khuếch tán của oxy qua màng phế nang mao mạch, mà nó đo bằng cái hỗn hợp khí CO. Thì cái này nó cũng hơi sâu, nó chuyên khoa hô hấp chút, thành ra mình cũng không học nha. Giai đoạn thứ ba thì mình đã học rồi ngày hôm trước, đó là khí máu động mạch nha, khí máu động mạch tức là vận chuyển trong trong máu. Và giai đoạn thứ tư là giai đoạn hô hấp tế bào, thì hiện nay cũng chưa có, hoặc là nếu có những cái kỹ thuật đó thì nó cũng chỉ mới ở trong phòng labo mà thôi, chứ còn hiện nay trong thực hành lâm sàng thì cũng chưa có đo được cái hô hấp tế bào. Ngoài ra có một số cái kỹ thuật khác nó cũng xếp vô trong thăm dò chức năng hô hấp, tức là những cái kỹ thuật hô hấp tim mạch gắng sức hay là khoảng cách đi bộ 6 phút. Thì trở lại cái nội dung ngày hôm nay á, là mình sẽ học có cái tí xíu ban đầu của cái chức năng hô hấp thôi, đó là cái gì? Spirometry, tức là hô hấp ký nha, đo những cái thể tích ra vào của phổi. Thì bây giờ các bạn nhìn trên màn hình đây. Các bạn còn nhớ cái hình này không? Hình này mình học từ hồi học sinh lý đó, hồi hai ba gì đó. Và cái nhỏ này các bạn thấy không? Alo alo, không có thấy chuột rồi. không thấy chuột hả? Rồi thấy chưa? Dạ, thấy rồi. Thấy chưa? Dạ rồi, dạ rồi. Rồi. Cái dao động từ đây tới đây nè, cái khoảng cách từ đây tới đây tức là cái thể tích gì các bạn biết không? Thể tích mà mình ngồi bình thường như vậy nè, mình đang ngồi học nha, mình hít thở ra, hít thở vô đó. Thì cái giai đoạn này gọi là khí lưu thông nha, khí lưu thông hay còn gọi là tidal volume nha. Thì bình thường nó chỉ khoảng là 500 ml mà thôi nha, khoảng 500 ml mà thôi. Và đây là giai đoạn khí lưu thông, thì khi mà bắt đầu mình thở ra hết sức, mình thở ra hết sức đến khi nào không thở ra được nữa, thì cái giai đoạn mà cái thể tích từ đây đến đây, thể tích từ đây đến đây thì gọi là thể tích gì các bạn? Thể tích gì? Thở ra gắng sức luôn. Không phải thở ra gắng sức mà gọi là thể tích dự trữ thở ra nha. Thể tích dự trữ thở ra, đúng đúng nghĩa, đúng dịch là thể tích dự trữ thở ra là ERV nha. ERV tức là expiratory reserve volume, reserve là dự trữ đó. Và khi mà mình hít vô tới cái điểm này, mình hít cho đến khi mình không thể hít vô được nữa đó, thì cái giai đoạn này gọi là thể tích dự trữ hít vào nha, cũng giống như khúc dưới ha, thể tích dự trữ hít vào nha. Và cả ba cái này cộng lại thì thể tích
dự trữ thở ra nè, thể khí lưu thông và thể tích dự trữ hít vào. Ba cái này cộng lại thì mình gọi là gì các bạn? Gọi là gì? Dung tích sống. Dung tích sống nha, dung tích sống nha. Và còn cái phần dưới này thì gọi là gì? Cái này là mình không thể thở ra được đúng không? Lúc nào nó cũng nằm ở dưới này thì gọi là khí cặn. Ha, khí cặn. Rồi. Như vậy thì dung tích sống là gì? Dung tích sống tức là thể tích khí lưu thông cộng với dự trữ hít vào cộng với dự trữ thở ra, gọi là dung tích sống. Dung tích sống viết tắt là vital capacity. Các bạn sẽ thấy cái chữ VC đó. Dạ, VC. Nhưng mà trong cái chức năng, trong cái kết quả đo chức năng, đo cái hô hấp ký đó, thì mình hay thấy cái chữ FVC. Vậy chữ F là gì? Chữ F là Fox, ha, Fox. Có nghĩa là dung tích sống gắn sức mà gắn sức, dung tích sống mà là gắn sức. Gắn sức có nghĩa là bệnh nhân hít vào và thổi ra rất là nhanh, ha, nhanh tối đa, gọi là dung tích sống gắn sức. Ha. Thì cái FVC này nó sẽ hơi khác một số cái kết quả đo, các bạn cũng nhìn thấy cái chữ SVC. SVC này, chữ S này là chữ slow, là chậm đó. Thì SVC cũng là dung tích sống nhưng mà người ta thở ra một cách chậm rãi nha. Còn cái FVC là thở ra rất là nhanh nha. Thì thông thường ở cái người bình thường, cái FVC và cái SVC nó sẽ giống nhau, nó không khác biệt nhau bao nhiêu hết nha. Tuy nhiên ở một số người mà nó có tắc nghẽn đó, thì cái việc mà thở ra rất là nhanh nó sẽ rất là khó khăn. À, đẩy hết cái không khí ở trong phổi ra ngoài một cách nhanh chóng thì nó khó lắm, bởi vì nó bị cản trở đó. Thành ra là một số trường hợp bạn sẽ thấy SVC nhỏ hơn FVC, còn thông thường thì hai chỉ số này nó sẽ tương đương với nhau. Rồi. À, thì đây cũng là cái dung tích, giải thích lại cái dung tích sống chậm và cái dung tích sống gắn sức thôi ha. Và khi hít vào và khi thở ra thì có thể đo cái lúc hít vào hết sức, cũng như là có thể đo bằng cái lúc thở ra hết sức, tùy cái máy nha. Và hai cái thể tích khác mà mình cũng quan tâm, tức là nãy mình coi là cái khí lưu thông, cái dung tích sống á, là bao gồm hít vào, dự trữ hít vào cộng với cái khí lưu thông cộng với dự trữ thở ra, đúng không? Bây giờ mình lại quan tâm tới hai cái thể tích khác nha. Cái thể tích đầu tiên là gọi là IC, tức là gì? IC là inspiratory capacity nha, gọi là dung tích hít vào. Dung tích hít vào là nó là tổng của cái dự trữ hít vào và cái khí lưu thông nha. Từ đây tới đây, từ đây tới đây, nó gọi là IC. Rồi. Bây giờ hai cái dưới tức là gì? ERV tức là dự trữ thở ra cộng với khí cặn, thì hai cái này cộng lại thì nó gọi là thể tích cặn chức năng. FRC tức là Functional Residual Volume, tức là thể tích cặn chức năng nha. Thì cái thể tích khí cặn này á, mình không có đo được ở bằng cái hô hấp ký ha. Nhưng mà cái giá trị của cái tên của nó là cặn, nhưng mà thực ra đó nó rất là quan trọng nha. Cái thể tích khí này nó rất là quan trọng, bởi vì sao? Nó giữ cho cái phổi của chúng ta không bị xẹp lại ở cuối kỳ thở ra nha. Và nó có cái tác dụng pha loãng khí khi hít vào thở ra, và nó giữ cho cái phổi mình ổn định nha, ổn định. Rồi. Và cái VC tức là dung tích sống mà cộng với cái RV thì gọi là gì? Gọi là tổng dung lượng phổi, TLC nha, TLC. Đây. TLC là gì? TLC là dung tích sống cộng với RV là TLC. Thì TLC tức là tổng dung lượng phổi hoặc là thể tích khí cặn, hai cái này chỉ đo được bằng gì các bạn? Bằng máy đo phế thân ký, hay còn gọi là
plethysmography nha, plethysmography nha. Và đo được những cái TLC này thì là mình sẽ dùng để trong chẩn đoán các cái trường hợp là căng phồng phổi quá mức nha. Đó là mình vừa xem qua các cái thể tích phổi tĩnh ha, tĩnh tức là nằm im đó ha. Bây giờ là tới các cái thể tích phổi động. Thì cái thể tích phổi động mà mình quan tâm đầu tiên đó là gì? Đó là cái FEV1. FEV1 là gì? Thể tích thở ra tối đa trong một giây đầu tiên nha, trong một giây đầu tiên chứ không phải là một giây nha. First chứ không phải là one. First là một giây đầu tiên, tức là cái toàn bộ cái không khí mà mình chứa trong cái dung tích sống của mình đó, mình hít vào hết sức rồi mình thổi ra ngoài. Thì khi mà mình thổi ra nhanh đó thì trong một giây đầu tiên mình có thể đẩy được ra ngoài bao nhiêu phần trăm của cái dung tích sống này? Thì bình thường mình sẽ đẩy được ra là 70%. Nếu những người có cái hiện tượng cản trở cái luồng khí thở ra trong các cái bệnh lý tắc nghẽn đó, nó có bị cản trở cái luồng khí thở ra thì cái mình sẽ không thể nào đạt được cái tỷ lệ mà FEV1 chia cho cái VC, tức là cái tỷ lệ mà thể tích thở ra tối đa trong một giây đầu tiên chia cho cái dung tích sống á, là nó không bao giờ nó hơn được cái 0,7 nếu mình có tắc nghẽn. Tức là nếu mà chỉ số bình thường sẽ là lớn hơn hoặc bằng 0,7. Chỗ này các bạn hiểu không? Có ai không hiểu hỏi đi. Alo alo. Dạ hiểu con. Hiểu ha. Dạ. Tức là các bạn sẽ thấy là cái FEV1 này á, là nó mục đích nó nhằm nó đo lường cái tình trạng tắc nghẽn luồng khí thở ra. Cho nên nếu mình đẩy cái luồng khí thở ra rất là nhanh á thì nếu có cản trở là nó sẽ không đẩy nổi 70% của cái dung tích sống nha, bạn hiểu chỗ này ha. Rồi. Ngoài ra có các cái thể tích phổi động khác như là cái lưu lượng khí, cái tốc độ dòng khí hay là cái tốc độ dòng khí tối đa ha. Tức là cái lưu lượng đó là gì các bạn? Lưu lượng á, các bạn biết lưu lượng của dòng sông là gì? Tức là cái thể tích mà nó của một cái dòng sông nó đi ngang qua một cái điểm nào đó, mình ở trên trên cái đường chảy của nó ha. Thì cái phổi mình cũng vậy, cái luồng khí ha, thì cái lưu lượng khí có nghĩa là cái thể tích cái toàn bộ cái luồng khí đó đi ngang qua một cái điểm ha. Và cái tốc độ dòng khí tức là cái lưu lượng đó mà nó tính theo đơn vị thời gian. Và tốc độ dòng khí tối đa tức là cũng là cái tốc độ đó đó mà mình lấy cái trị số tối đa nhất của nó, gọi là PEFA nha, PEFA hay còn gọi là lưu lượng đỉnh ha, lưu lượng đỉnh nha. Thì các bạn sẽ thấy cái chỉ số lưu lượng đỉnh này có trong cái kết quả đo hô hấp ký nha. Thì nó cũng đánh giá được cái luồng khí thở ra tối đa ha nha. Thì bình thường nó có thể tính bằng lít giây hoặc là lít phút nha. Thì trong cái kết quả đo hô hấp ký á, là mình thấy có cái chỉ số này PEF hay là PEFA ha. Rồi. Và cái chỉ số này mình cũng có thể đo được bằng một cái dụng cụ nhỏ đơn giản, nó gọi là lưu lượng đỉnh kế nha. Thì cái lưu lượng đỉnh kế này qua bài hèn sẽ nói kỹ hơn nha. Thì cái lưu lượng đỉnh kế là một cái dụng cụ rất là nhỏ, rất là đơn giản, nó là một cái ống để mà cầm để thổi vô đó ha. Thì cái dụng cụ đó bệnh nhân có thể tự thổi ở nhà nha. Nhưng mà qua bài hèn thì sẽ nói kỹ hơn. Rồi tới cái trị số cuối cùng nó lại gọi là FEF nha. Thì FEF này á, là cái gì? FEF 2575 tức là cái tốc độ của cái dòng khí ở ba mức của cái FVC, tức là ở mức 25%, ở mức 50% và ở mức 75%, nó gọi là FEF 25 nè, FEF 50 và FEF 75 nha. Thì nếu mà mình thấy cái trị số này mà nó giảm, tức là đây là cái dấu hiệu sớm nhất của cái tình trạng mà tắc nghẽn ha. Cái thông số sớm nhất á, mình thấy nếu mà nó bắt đầu nó giảm thì có nhẹ, đôi khi nó giảm nhưng mà
nó chưa đạt cái tiêu chuẩn của hội chứng. Nhưng mà thấy mấy cái FEF này là nó giảm trước đó, gọi là những cái biểu hiện của tắc nghẽn sớm, tắc nghẽn những cái đường khí dẫn khí nhỏ nha. Rồi à, rồi bây giờ mình qua đến các cái loại hô hấp kế ha. Thì là hô hấp ký là phương pháp đánh giá, còn hô hấp kế tức là cái dụng cụ ha, cái dụng cụ. Thì đây là cái hình mình thấy là cái ông này là cái ông đầu tiên ông nghĩ ra cái máy đo ha, máy đo là ông Hutchinson nha. Và cái máy đo đầu tiên là cái máy đo rất là đơn giản ha. Nó sử dụng cái kỹ thuật cái chuông úp trên mặt nước ha, cái chuông úp trên mặt nước và người ta thổi vô để đẩy cái chuông nó di động. Và đây là cái cuộn giấy để đo ha, cuộn giấy để đo. Thì sau này người ta mới cải tiến thêm để người ta đo, người ta dùng cái mnemotachograph để người ta đo cái lưu lượng. Hồi nãy nó chỉ đo được cái thể tích thôi, và dùng cái này để người ta đo được cái lưu lượng khí. Và đây là những cái máy nó gọi là máy lớn, nó đo được, gọi là máy office đó, nó đo được, nó vi tính hóa và nó đo được đầy đủ các cái thông số. Ngoài ra thì có những cái dạng nó gọi là hô hấp kế xách tay ha, hô hấp kế xách tay thì rất là nhỏ gọn đơn giản và có thể sử dụng ở các cái mình dùng để lưu động đó ha, tức là mình có thể mang đến để mình đi thăm dò ở vùng sâu vùng xa, hoặc là mình đi tìm những cái mình đi tìm mình đo cái thông số trong cái dân số của mình đó ha, cái chỉ số trong dân số của mình, hoặc là mình đi tầm soát bệnh rồi vân vân, thì là dùng sử dụng những cái máy xách tay này. Thì cái này nó khác với cái kia ở chỗ nào? Thứ nhất là cái máy office là cái máy lớn á, là người ta đo cả hai thì nha các bạn, đo thì hít vào và thì thở ra, còn những cái máy dạng nhỏ này thì chỉ đo được ở cái thì thở ra mà thôi ha. Còn cái máy mà nó gọi là phế thân ký hồi nãy nói với các bạn á, là cái máy này nó đau ngực, mình khám thấy những cái âm thở bất thường, biến dạng lồng ngực, hay là có những cái bất thường trên X-quang, CT, khí máu động mạch, thì mình đều có thể chỉ định đo chức năng hô hấp. Và đo này là mục đích để chẩn đoán, đúng không? Để chẩn đoán nha. Chẩn đoán thì có thể là các cái bệnh lý liên quan tới tắc nghẽn và cả những cái bệnh lý liên quan đến hạn chế nha. Rồi sau nữa mà mình chẩn đoán xong thì cũng có những cái trường hợp là mình biết bệnh rồi nhưng mà mình vẫn đo, đúng không? Đó là đo để theo dõi và phân độ, đúng không? Đánh giá điều trị. À, thì cái chỉ định thứ nhì các bạn có thấy slide không vậy? Dạ có cô, có cái vẫn còn đang ở slide chỉ định cô. À đúng rồi, sao cô bị đứng? Rồi, bây giờ qua tới thứ nhất là chỉ định đầu tiên là chẩn đoán, chỉ định thứ nhì là đánh giá độ nặng, chỉ định thứ ba là theo dõi diễn tiến của bệnh, đúng không? Đánh giá độ nặng rồi theo dõi diễn tiến của bệnh rồi đánh giá coi là bệnh nhân có đáp ứng với cái điều trị của mình hay không nha. Cái chỉ định thứ tư là gì? Là tiền phẫu ha. Thì theo các bạn là khi nào thì mình đo hô hấp ký để mình đánh giá tiền phẫu vậy? Ai biết? À, dạ thưa cô, là cái những cái phẫu thuật mà có gây mê đó cô, có đặt nội khí quản đó. Thực ra đó thì đối với cái người mà không bình thường, không có bằng chứng gì của COPD,
và mổ những cái gì không liên quan tới lồng ngực á hay là bụng trên á thì thường người ta cũng không cần đánh giá cái chức năng hô hấp gì cả. Thế ví dụ như là mổ chân cũng gây mê nhưng mà cũng đâu cần đánh giá đâu, trừ phi người bệnh này có COPD ha, có những cái bệnh lý của phổi mãn tính nặng thì người ta mới đánh giá, còn ở ngoài ra thì cũng ít có đánh giá. Và cái ví dụ như là mình đánh giá cái mổ mà mổ cắt phổi ha, phẫu thuật cắt phổi thì mình phải đánh giá cái chức năng hô hấp, không những đánh giá cái chức năng hô hấp để mình dự đoán coi là bệnh nhân có thể thực hiện được cái cuộc phẫu thuật hay không, mình còn phải dự đoán là sau khi cắt phổi rồi đó thì cái chức năng hô hấp còn lại của bệnh nhân có đủ để bệnh nhân có thể tồn tại, bệnh nhân có thể không có bị tàn phế vì chức năng hô hấp hay không, cho nên là cái đó cũng phải đánh giá ha. Với lại những cái mà phẫu thuật liên quan tới lồng ngực, ví dụ như phẫu thuật mổ ngực, phẫu thuật mổ bụng trên đó, thì mình cũng phải đánh giá chức năng hô hấp để mình hậu phẫu cho nó tốt hơn, tại vì một số trường hợp bệnh nhân sau mổ bệnh nhân đau quá rồi bệnh nhân không thở, bệnh nhân giảm thở đó, thì nếu mà chức năng hô hấp kém quá thì nó sẽ cũng ảnh hưởng tới cái hậu phẫu nha. Và hai cái cuối cùng hay chỉ định cuối cùng là cái liên quan đến cái môi cái bệnh phổi nghề nghiệp nha, tính đánh giá ở cái môi trường, tức là mình vô những cái vùng công nhân, những cái là thợ mỏ hay những cái nghề nghiệp liên quan đến cái có thể ảnh hưởng đến cái hô hấp ký như là bệnh bụi phổi, những cái thợ mỏ rồi đó ha, hoặc là cái cuối cùng là để giám định pháp y nha, giám định pháp y đó là liên quan đến chỉ định. Bây giờ qua đến chống chỉ định thì theo các bạn khi nào thì mình không được đo hô hấp ký, chống chỉ định? Dạ thưa cô là những cái ca mà đang có cái bệnh phổi cấp tính ví dụ như là viêm phổi rồi lao phổi đang hoạt động tràn dịch màng phổi rồi những cái bệnh mà thần kinh cơ mà nó liên quan đến cái gắng sức của bệnh nhân. Ủa mấy cái đó có gì đâu chống chỉ định? À, ví dụ như bệnh nhân bị liệt cơ ví dụ như Guillain-Barré hoặc là những cái đó thì bệnh nhân không có gắng sức được nên là đánh giá cái giống như cái lưu lượng nó cũng không có chính xác đó cô. Cái đó cũng một phần thôi, tại vì nếu mà Guillain-Barré thì người ta cũng không có đo để làm gì hết á. Nhưng mà khi nào mình chống chỉ định á, không được đo, tại vì đo có thể gây nguy hiểm cho người bệnh á. À, em nghĩ giống như là tràn khí màng phổi mà có kén khí đo sẵn Đúng trong. rồi. Đúng rồi. Nhưng mà chuyện đầu tiên á là bệnh nhân suy hô hấp nha. Bệnh nhân suy hô hấp là mình không có được đo ha, đo thể làm cho người ta suy hô hấp nặng hơn. Vậy suy hô hấp là sao các bạn? Suy hô hấp là sao? Là SpO2 dưới 90% nha. Suy hô hấp cấp đó là SpO2 dưới 90% là mình không có nên đo nha. Rồi tràn khí màng phổi và dọa tràn khí màng phổi, tức là có những cái kén khí lớn, kén khí khổng lồ mà khi bệnh nhân gắng sức thì có thể vỡ cái kén khí đó ra, thành ra là mình cũng không được đo nha, cũng không được đo. Theo các bạn đó là nếu mà bệnh nhân đang vô cái cơn hen cấp thì mình có đo không? Dạ, cái đó cũng không nên đo cô. Dạ, cái lâm sàng Cái rồi đó chẩn đoán. hả? thì có đo trong cái phác đồ chẩn đoán hen, có đo không khí, đo hô hấp ký trong cơn nữa cô. Đúng rồi nha, đo đó, nên đo luôn, vì cái cơn hen cấp á là mình đo đó thì nó mới, thứ nhất là mình chẩn đoán nó mới tốt,
Còn ngoài cơ mình chẩn đoán khó lắm, và các bạn qua coi cái phác đồ hen á, là trong cơn hen nó vẫn đo ha. Thành ra là đo lại càng tốt hơn đó, tại vì thường các bạn sẽ thấy qua bài hen các bạn sẽ thấy ngoài cơn mình chả có chẩn đoán được gì cả, mà mình chẩn đoán được trong cơn ha. Đối với cái đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì mình cân nhắc ha, mình cân nhắc. Nếu mà bệnh nhân cái đợt cấp mà nó nặng quá đó, và cái bệnh nhân yếu rồi suy hô hấp thì mình không nên đo, nhưng mà những cái đợt cấp nhẹ thì mình vẫn có thể đo được á, vẫn có thể đo được. Hoặc là mình đợi bệnh nhân vừa ổn định cái đợt cấp mình cũng có thể đo được. Tuy nhiên á, là đo là để chẩn đoán thôi, chứ còn á, thông thường trong cái đợt cấp để mình đánh giá cái độ nặng của người ta đó thì á, nó sẽ không có chính xác lắm nha, tại vì nó sẽ hồi phục dần dần á. À, qua khỏi đợt cấp vài tuần thì nó mới cái chức năng hô hấp của người ta mới trở lại bình thường nha. Rồi à, đó là cái thứ nhất là suy hô hấp cấp không được đo, cái thứ nhì là tràn khí màng phổi không được đo. Và ngoài ra thì có những cái trường hợp khác như là cái gì, ho ra máu nè không được đo nè, những cái bệnh lý tim mạch không ổn định ha, ví dụ như là cực cao huyết áp, can đang cơn dọa nhồi máu cơ tim, nhồi máu cơ tim, căng tăng huyết áp ác tính rồi vân vân là không được đo, hay là rối loạn nhịp tim nhanh vân vân ha. Và hai cái là phình động mạch ngực, phình động mạch chủ ở ngực ở bụng nha, hoặc là phẫu thuật ở mắt ở ngực ở bụng gần đây thì không được đo ha. Đây là những cái đó là nó làm tăng cái áp lực ở trong cái lồng ngực cũng như là tăng áp lực trong khoang bụng. Nó có thể làm nguy hiểm vỡ những cái phình túi phình đó, hoặc là tăng áp lực ở trong cái chỗ mà phẫu thuật đó, nó sẽ làm ảnh hưởng tới cái vết mổ nha. Thì đây là cái guideline mới của Hội Lồng Ngực qua điện kỳ 2019, thì họ đưa ra cái chống chỉ định nó khá là chi tiết ha. Thì thứ nhất là tất cả những cái liên quan tới tăng cái nhu cầu của cơ tim, hoặc là thay đổi huyết áp như nãy mình nói, những cái liên quan tới các cái bệnh lý tim mạch không ổn định mình vừa nói đó, thì cái này họ kể ra chi tiết ha, như là nhồi máu cơ tim, hạ huyết áp, suy tim, rối loạn nhịp tim, thuyên tắc vân vân ha. Rồi một cái nhóm thứ nhì là mình không được đo, đó là có cái tăng áp lực của nội sọ nội nhãn, như là có những cái túi phình, hoặc là vừa phẫu thuật sọ não vừa phẫu thuật mắt đó, nãy mình cũng vừa kể qua rồi đó nha. Và có thêm cái là tăng áp lực của xoang và tay giữa, tức là mình vừa phẫu thuật xoang hoặc là nhiễm trùng tay giữa trong vòng một tuần qua ha. Do cái tình trạng cái tăng áp lực lồng ngực ở trong và ở trong khoang bụng, ví dụ như là tràn khí màng phổi, hoặc là có cái phẫu thuật lồng ngực, phẫu thuật bụng trong 4 tuần vừa qua, hoặc là có thai kỳ các bạn, có thai 3 tháng cuối á, thì cũng không nên đo, bởi vì gắng sức có thể làm cho bệnh nhân sanh sớm hay gì đó, sanh non gì đó nha. Rồi. Và cuối cùng á, là cái nguyên nhân do kiểm soát nhiễm khuẩn, thì hồi nãy bạn có nói á, tức là lao đúng không? Lao phổi thì người ta không đo, lý do là do cái vấn đề kiểm soát nhiễm khuẩn, tức là sợ lây lan ha. Cái vi khuẩn lao mình hít vào thổi ra nó vào trong máy, mặc dù là mỗi người có một cái dụng cụ, những cái bộ lọc riêng đó nha, cái ống ngậm và cái bộ lọc riêng cho mỗi người, tuy nhiên họ cũng lo sợ, cũng sợ, cho nên là đối với những người mà có AFB dương là không đo ha. Và gần đây là có thêm cái gì các bạn, COVID ha. Trong cái dịch COVID thì người ta cũng hạn chế đo cái chức năng hô hấp, bởi vì cũng sợ là cái chuyện lây lan nha. Rồi. Đó là nãy giờ cái chống chỉ định. Còn bây giờ qua tới những cái chống chỉ định gọi là chống chỉ định tương đối. Chống chỉ định tương đối nghĩa là sao? Nghĩa là mình có thể đo, nhưng mà đo cái hôm này mình đo không có được. Mình có thể cân nhắc một cái lúc khác mình đo. Bởi vì cái thời điểm mình chuẩn bị đo nó sẽ có những cái việc ảnh hưởng tới cái kỹ thuật đo. Ví dụ như bệnh nhân có những cái tình trạng như là nôn ói, ho nhiều quá, hoặc là nước cục, làm bệnh nhân đo đâu có được ha. Ho liên tục sao đo ha, hoặc là cứ mắc ói suốt, hoặc là nước cục nha.
hai cái tình trạng mà gọi là đau đó, đau ở vùng ngực, đau ở vùng bụng hoặc là đau ở cái miệng hoặc là cái mặt khi ngậm đó. Những cái đau này á thì sẽ làm gì, làm cho bệnh nhân thực hiện cái kỹ thuật không chính xác. Do bệnh nhân đau cho nên bệnh nhân sẽ không có ráng hết sức, bệnh nhân ráng đau bệnh nhân ngừng lại ha. À, hoặc là bệnh nhân ngậm cái mouthpiece, làm cái ống ngậm nó không có kín nha. Và chính những cái đó làm sao cái kỹ thuật đo của mình không chính xác. À, ngoài ra cũng thêm những cái vấn đề khác như là bệnh nhân tiêu tiểu không tự chủ, thì có thể là bị đi tiểu trong lúc mình bệnh nhân gắng sức, thì có thể bắt bệnh nhân là đi tiểu trước khi đo. À, một số trường hợp thì bệnh nhân không hợp tác hoặc bệnh nhân lú lẫn hoặc đơn giản là bệnh nhân điếc hoặc là bệnh nhân không có hiểu cái tiếng của mình, ví dụ như người người qua hay là người nước ngoài vân vân, thì cũng rất là khó để đo. Thì cái mấy cái này là để cân nhắc. Rồi bây giờ cái này là chuyện của kỹ thuật viên nhưng mà mình cũng phải biết sơ qua, tức là cái máy lúc nào người ta cũng phải định chuẩn nha, định chuẩn tức là hàng ngày hàng tuần đều phải định chuẩn ha. Có những cái kỹ thuật là phải định chuẩn hàng ngày nha, tức là phải định chuẩn cái thể tích ống. Ví dụ cái này thì mình bác sĩ mình không cần biết qua, nhưng mà nếu mình là trưởng của cái phòng, trưởng đơn vị đo chức năng hô hấp thì mình phải biết ha. Rồi và có những cái kỹ thuật đo hàng ngày và những cái được kỹ thuật đo hàng tuần hàng quý nha. Rồi và trước khi đo thì mình phải chuẩn bị bệnh nhân ha. Chuẩn bị bệnh nhân đầu tiên là phải ngưng hút thuốc nè, ngưng uống rượu, không làm việc nặng trước khi đo ít nhất 1 tiếng đồng hồ nha. Và không có được mặc quần áo bó chặt quá, tức là nếu có thì phải tháo ra. Và nhớ là không được ăn quá no, bởi vì ăn quá no cái bao tử đầy á, là bệnh nhân thở cũng không có nổi ha. Thật ra là lưu ý như cái này nó có thể ảnh hưởng tới kỹ thuật đo, phải dặn trước với bệnh nhân nha. Rồi còn một cái chuẩn bị nữa đó là ngưng các cái thuốc giãn phế quản, thì theo các bạn có cần ngưng thuốc giãn phế quản hay không, và tất cả các trường hợp đo đều phải ngưng thuốc hay là có lúc thì ngưng, cái lúc thì không không cần, theo các bạn sao? Dạ thưa cô, nếu mà làm chẩn đoán thì nên ngưng thuốc thuốc giãn phế quản. Thế còn nếu mà làm để theo dõi thì dùng bình thường. Đúng rồi, chính xác nha, chỉ ngưng khi bệnh nhân để chẩn đoán nè, bệnh nhân muốn chẩn đoán bệnh nhân và ngưng cái gì thì trên bảng là các cái lịch để ngưng ha. Ngưng tùy theo cái half life của thuốc. Saba Sama thì ngưng 4, Saba ngưng 4 tới 6 tiếng, Sama là ngưng tới 12 tiếng lận, Laba là ngưng 24 tiếng và Ultralaba là ngưng tới 36 tiếng ha. Lama lại ngưng lâu hơn nữa. Và đối với cái ICS tức là các kháng viêm thì không cần ngưng nha, không cần ngưng kháng viêm. Và khi vào cái quy trình đo thì đầu tiên là mình phải giải thích cái mục đích và cách đo như thế nào cho người bệnh, rồi mình ghi nhận tuổi, chiều cao, giới tính, chủng tộc nhập vào máy. Mình xem xét các thuốc giãn phế quản dùng trước đó nếu bệnh nhân là để chẩn đoán. À, cho bệnh nhân ngồi tư thế thoải mái, nới lỏng quần áo và cho bệnh nhân đi tiểu trước. Và cái kỹ thuật đo đó thì bao gồm mà hai cái kỹ thuật đo riêng. Hồi nãy có nói với các bạn á, nếu mà cái máy đo office, tức là máy đo lớn á, máy đo để trong cái phòng có vi tính quá đó, thì mình sẽ đo cả hai thùy, mình đo cả hai thùy. Thì nó gồm có 4 bước ha. Đầu tiên á, 4 pha đó, bệnh nhân phải ngồi thẳng lưng, ngậm ống ngậm, và ngậm là mình phải cho bệnh nhân ngậm sao cho kín, lưu ý và phải kẹp mũi nha, phải kẹp mũi. Nếu không kẹp mũi thì sao các bạn, sẽ mất một cái lượng khí đi qua đường mũi, cho nên bắt buộc phải kẹp mũi. Nếu không có đồ kẹp mũi thì phải lấy ngón tay, lấy cái hai ngón tay bịt mũi lại nha. Và nó gồm có 4 pha. Đầu tiên là bảo bệnh nhân hít vào nhanh cho đến khi không hít được nữa ha, hít vào hết sức, sau đó dừng lại, dừng lại, dừng lại chỉ dưới 2 giây thôi nha, dừng lại rồi thổi ra liền, và thổi ra nhanh mạnh tối đa, thổi hết sức, thổi thổi thật là nhanh nha, cho đến khi không thể thổi ra được nữa nha, không thể thổi ra được nữa thì cuối cùng là pha 4 là hít vào hết sức.
À. Và cái này là bốn pha của cái máy đo hai thị, thị hít vào và thị thở ra. Còn nếu mà cái hô hấp kế đo cái thị thở ra thôi đó, thì mình đặt ống ngậm và mình không có ngậm ống ngậm để mình hít vào. Hồi nãy là mình ngậm ống ngậm rồi mình hít vào rồi mình mới thổi ra. Còn cái này là mình ngậm ống ngậm, à quên, mình kẹp mũi xong rồi mình hít vào trước ha. Hít vào trước rồi thì mình mới đặt, mình ngậm ống ngậm vào và mình thổi ra vào trong ống ngậm này nha, và cũng không có cái pha 4 nha. À. Thì cái kỹ thuật này đo này nó ít pha hơn và nó dễ hơn nha. Và nó chỉ đánh giá được cái thì hít vào thôi, nó không đánh giá được cái thì thở ra. À. Thì trên cái kết quả cái lưu đồ đó, mình sẽ có hai cái giản đồ để mình quan sát nha. Cái giản đồ thứ nhất gọi là, cái này gọi là cái đường cong thể tích thời gian, cái trục hoành là thời gian và cái trục tung là thể tích nha, trục tung là thể tích. Và mình sẽ quan sát cái đường cong thể tích thời gian đây ha. Đây là cái đường cong thứ nhất nha. Cái đường cong thứ nhì là đường cong lưu lượng thể tích nha, đường cong lưu lượng thể tích. Cái trục tung là, cái trục hoành là thể tích và cái trục tung là lưu lượng ha. Thì đây là cái hình dạng của cái bình thường nha các bạn. Các bạn nhìn đi ha. Rồi, cái đây là cái hình dạng bình thường. Và mình phải quan sát các cái giản đồ này để mình xem bệnh nhân thổi có đúng cách hay không nha, thổi có đúng cách hay không. Nếu bệnh nhân thổi không đúng cách á thì một lát mình sẽ có những cái tiêu chuẩn để mình coi là bệnh nhân thổi có đúng hay không nha, đạt tiêu chuẩn hay không nha. Bây giờ là ra qua tiêu chuẩn này, đây là tiêu chuẩn của Hội lồng ngực Hoa Kỳ và Hội lồng ngực châu Âu 2019 nha. Cái cũ nó là 2005 á, thì 14 năm nó mới đưa lại một cái tiêu chuẩn mới nha. Thì nó có cái tiêu chuẩn chấp nhận được, cái tiêu chuẩn của Hội lồng ngực Hoa Kỳ á, nó có hai cái loại tiêu chuẩn, tức là tiêu chuẩn chấp nhận được cho một lần đo nha, và cái nhóm tiêu chuẩn thứ nhì nó gọi là tiêu chuẩn lặp lại được cho ba lần đo nha. Thì hồi nãy mình đo như vậy á, là mình đo đúng đó, là mình phải đo ba lần đúng rồi mình mới coi là cái tiêu chuẩn lặp lại được cho ba lần đo, thì lát mình sẽ qua. Còn bây giờ là mình coi cái tiêu chuẩn chấp nhận được cho một lần đo nha. Tiêu chuẩn chấp nhận được cho một lần đo thì nó có 3 phần. Thứ nhất là mình phải khởi đầu tốt nha, khởi đầu tốt nha. Thứ hai là mình phải có cái kết thúc tốt. À, để qua cái slide mới đây. Đầu tiên là mình phải có cái tiêu chuẩn khởi đầu tốt nha. Tiêu chuẩn khởi đầu tốt tức là khi mà bệnh nhân hít vào rồi thì bệnh nhân phải dừng lại quá 2 giây và bệnh nhân phải thở ra nhanh mạnh không ngập ngừng nha. Mình quan sát cái đường cong nè. À, đây là cái đường cong, cái này là đường cong lưu lượng thể tích nãy đó, à, quên, được đường cong thể tích thời gian nãy đó các bạn. À, rồi cái bệnh nhân hít vào rồi ha thì dừng lại không quá 2 giây và thổi ra liền ha, thổi ra liền. Đây là cái thổi ra liền, và nếu mà thổi ra liền không ngập ngừng thì mình sẽ quan sát thấy cái đường cong nó như thế này. Còn đây là bệnh nhân thổi ra mà ngập ngừng, à, ngập ngừng nha. Ngập ngừng, và nếu mà người ta đo cái này gọi là BEV này nè, gọi là thể tích ngoại suy. Nếu mà cái thể tích ngoại suy nó lớn đó thì có nghĩa là bệnh nhân thổi ra ngập ngừng và thổi ra như vậy là không có đạt yêu cầu à. Rồi. Đó là cái khởi đầu tốt nha. Cái tiêu chuẩn thứ nhì của cái tiêu chuẩn chấp nhận được á, là kết thúc tốt nha, kết thúc tốt. Thì cái tiêu chuẩn cũ á, cái tiêu chuẩn cũ 2005 nãy cô nói đó, thì bệnh nhân phải thở ra gắng sức, cái thời gian thở ra kéo dài đó, ít nhất là 6 giây, ít nhất là 6 giây. Và cái giai đoạn đạt bình nguyên, tức là cái đường biểu diễn nó nằm ngang đó, ít nhất là 1 giây. Thì cái tiêu chuẩn này nó rất là khó nha. Các bạn không biết là có ai đo thử chưa, và một số bạn đo thử rồi đó, cô hỏi đó, thì có rất là nhiều người không thể nào mà thổi ra được 6 giây, chỉ tới 5 giây là hết hết hơi, không có thể thổi tiếp được nữa nha. Đó là người bình thường, đôi khi là khó, một số thì thổi được, một số thổi không được.
Còn đặc biệt những người bệnh lại càng khó ha, đặc biệt là mấy cái ông mà COPD đó là không thể nào mà thổi được ra dài trên 6 giây, mà không tới 6 giây thì là cái tiêu chuẩn cũ là nó nói là cho là không đạt. Chính vì vậy cho nên là cái guideline mới là nó bỏ cái tiêu chuẩn đó. Nó bỏ cái tiêu chuẩn đó và bây giờ nó chỉ yêu cầu là chỉ được ít nhất một trong ba tiêu chuẩn sau nha, một trong ba thôi là được rồi. Tức là chỉ cần có cái giai đoạn bình nguyên, tức là cái đường biểu diễn nó nằm ngang ít nhất 1 giây. À, thứ nhì nữa là hoặc là có cái thời gian thở ra gắng sức được 15 giây, thì có nhiều người thổi rất là giỏi, thổi ra tới 15 giây luôn. Thì được cái này thì chỉ cần một trong ba thôi. Hoặc là cái FVC nó đạt được cái triệu chứng cái lớn hơn cái giá trị FVC cao nhất. À, thì đó là cái tiêu chuẩn chấp nhận được nha. Và cái đây là cái tiêu chuẩn, cái hồi nãy cô nói là cái giai đoạn bình nguyên đó, cái giai đoạn bình nguyên tức là cái giai đoạn nằm ngang của cái đường biểu diễn đó, nó không quá 15 giây nha, nó không quá 15, nó không quá 1 giây nha. Cái đường biểu diễn nằm ngang ít nhất là 1 giây nha, ít nhất 1 giây, hoặc là cái điệu độ dài của nó ít nhất là 15 giây nha. Thì đều đạt hết, một trong hai tiêu chuẩn này là đều đạt được hết. Thì một số trường hợp vẫn không đạt được hai cái tiêu chuẩn này á, thì mình sẽ xem xét cái trị số FVC đối với các cái trị số FVC đã đo trước đó. Nếu mà nó cao hơn á, thì cũng ok nha. Và cuối cùng á, là hồi nãy là mình nói là tiêu chuẩn khởi đầu tốt, thứ hai là tiêu chuẩn kết thúc tốt, và cái thứ ba là không có lỗi trong quá trình đo. Các cái lỗi đó là bao gồm gì? Bệnh nhân có ho trong khi đo nè, bệnh nhân có đóng nắp thanh quản trong khi đo nè, bệnh nhân ngậm ngậm cái ống hở cho nên bị rò khí, hoặc là không có kẹp mũi, hoặc là bệnh nhân có tắc ống ngậm, có thể bệnh nhân đưa cái lưỡi hay bệnh nhân bít cái ngậm như thế nào mà bị cái ống ngậm nó bị bít lại đó, thì đó là các cái lỗi trong khi đo. Và các cái lỗi trong khi đo đó là mình quan sát ở trên cái đường hai cái giảng đồ của mình. Đây là cái giảng đồ thể tích thời gian, và cái giảng đồ này là lưu lượng thể tích. Thì đây là bệnh nhân ho đây nè, bệnh nhân ho sẽ được tạo ra những cái hình như thế này, là mình sẽ quan sát được dễ dàng trên những cái giảng đồ của mình. Đây là cái lỗi bệnh nhân đóng nắp thanh quản ha, tới đây đó, đóng nắp thanh quản sớm. Đây là cái lỗi tắc ống ngậm, hay cái lỗi tắc ống ngậm. Đây là các cái lỗi thường gặp. Đây là các cái lỗi thường gặp mà mình thấy, mình quan sát mình sẽ thấy cái đường biểu diễn nó không có ok. Cái đây là cái đường biểu diễn bình thường nãy có nói lúc đầu đó. Đường lưu lượng thể tích là đây và đường thể tích thời gian là đây ha. Là cái đường bình thường mà mình quan sát cái đường nó không bình thường thì mình không đọc nha các bạn. Nhưng không đọc bởi vì đọc không đạt yêu cầu ha. Rồi. Đó là khi mà mình một lần đo mình đạt yêu cầu rồi á, là đạt ba cái tiêu chuẩn mình vừa nói cho một lần đo, tức là chấp nhận được, khởi đầu tốt. Tiêu chuẩn chấp nhận được cho một lần đo là khởi đầu tốt, kết thúc tốt và không có lỗi trong quá trình đo, nhớ không? Rồi. Và sau khi bệnh nhân tiêu chuẩn chấp nhận được cho một lần đo thì mình phải lặp lại thêm 2 lần nữa. Và cả 2 lần này đều chấp nhận được thì mình mới bước qua cái tiêu chuẩn kế đó, gọi là tiêu chuẩn lặp lại được nha. Tiêu chuẩn lặp lại được á, là mình so sánh giữa 3 lần đo. Mình so sánh giữa 3 lần đo thì mình xem hai cái giá trị lớn nhất của 3 lần đo này. Nếu mà hai cái giá trị lớn nhất của 3 lần đo mà nó chênh lệch nhau không quá 150 ml thì mới chấp nhận được. Cô ví dụ như mình đo 3 lần FVC, ví dụ mình lo lần đầu là 2 lít, lần kế là mình đo 2 lít rưỡi, lần kế nữa mình đo 3 lít là coi như là không chấp nhận được, bởi vì 3 lần này nó khác biệt nhau quá nhiều ha, coi như là mình đo không đúng rồi đó nha.
mình phải đo như thế nào mà hai lần gần nhau nhất á, là lớn nhất và gần nhau nhất không quá 150 ml ha. À, đây là cái ví dụ ha. Ví dụ mình thấy có ba cái đường biểu diễn ở trên hình, ở đường màu đen, đường màu xanh và đường màu đỏ nha. Thì cái đường màu đen á, đo lần đầu quá tệ ha, đo lần đầu quá tệ, nhưng mà hai lần sau là đường màu xanh, đường màu đỏ đo ok. Và cái chênh lệch giữa hai cái đường màu xanh, đường màu đỏ là nó chênh nhệt lệch nhau không quá 150 ml. Ví dụ cái này 5,24, cái này 5,20 được ha. Hoặc là cái FVC 5,93, 6,07, nó chênh lệch nhau không quá 150 ml là ok, chấp nhận được. À, lặp lại được, lặp lại được. Và đây là trên cái kết quả đo thực tế của mình, các bạn sẽ hay xem ở trong cái kết quả đo ký cái hình phía sau á. Thì các bạn nhờ đây là ba lần đo ha, ba lần đo và ba lần đo các bạn thấy cái đường cong nó chấp nhận được. À, chấp nhận được, nó không có lỗi ha. À, và ba lần đo và cái trị số đó tương đương nhau ha. Cái độ dài nó chênh lệch nó cũng, cái đường nằm ngang chênh lệch không quá 225 ml và kéo dài được 1 giây ha. À, thì cái này là tiêu chuẩn lặp lại được ha. Và đây là đây là khi đầu tiên là mình đo hô hấp ký. Đo hô hấp ký thì khi mình đo lần đầu mình đạt được cái tiêu chuẩn chấp nhận được, thì mình làm 3 lần như vậy để đạt được 3 cái tiêu chuẩn chấp nhận được, 3 cái kết quả có cái tiêu chuẩn chấp nhận được, thì mình mới xem xét cái là 3 cái này, 2 trong 3 đó nó đạt được cái tiêu chuẩn lặp lại được hay không. Nếu đạt được cái tiêu chuẩn lặp lại được thì cái này mới đạt yêu cầu lưu được cái kết quả. Thì lúc này mình mới phân tích kết quả nha các bạn nha. Bạn thấy khó không? Rất khó nha. Vì vậy cho nên là nếu mà kỹ thuật viên mình đo không đúng mà mình không lưu ý để mình đọc bừa đó, thì kết quả của mình nó sẽ không chính xác nha. Rồi. Bây giờ mới qua tới cái phần của bác sĩ mình đây. Nãy giờ là nói vòng vòng ha, bên ngoài thôi đó. Bây giờ mới tới cái phần là mình đọc cái kết quả đo như thế nào nha. Thì bây giờ trước khi đọc kết quả đo thì mình phải biết những cái giá trị gọi là bình thường, đúng không? Bình thường thì theo các bạn á, dung tích sống bình thường là bao nhiêu? Ai biết? Alo, alo. Đúng, chính xác. Hả? Alo, alo. Alo, alo. Dạ thưa cô, dung tích sống bình thường là khoảng 5 lít ạ. Dung tích sống bình thường là 5 lít. Ai có số khác? Ai có số khác? Dạ 2 lít rưỡi tới 3 lít cô. 2 lít rưỡi tới 3 lít. Có ai không biết không? Thật ra đó, nói các bạn nghe là không có giá trị nào cho người bình thường cả nha. Hô hấp ký đó, các cái chỉ số là không có kết quả cho người bình thường nha, mà chỉ có gì các bạn, chỉ có gọi là trị số dự đoán thôi, không có trị số nào cho người bình thường cả ha. Trị số dự đoán nghĩa là gì? Bởi vì những cái giá trị này nó sẽ thay đổi khác nhau theo gì? Theo tuổi nè. Theo gì nữa? Tuổi gì nữa các bạn? Giới. Giới. À, tuổi nè. Giới nè. Gì nữa? Không, cân nặng. Cân nặng. Có cân nặng không? Không hề có cân nặng. Các bạn hay nhầm. Toàn là đưa cân nặng vô, cân nặng không có. Mà có gì? Có chiều cao. Nha, có chiều cao. Tại sao có chiều cao? Bởi vì cái người cao, cái phổi dài,
Cái thể tích phổi họ sẽ khác với cái người lùn. Nha, cùng một cân nặng nhưng mà là cao lùn, phổi nó rất là khác nhau. Nha, rồi gì nữa? Số 1 là tuổi nha, người già, người trẻ, cái chức năng, cái thể tích phổi khác nhau ha. Thứ nhì là giới ha, nam nữ thể tích phổi khác nhau. Gì nữa? À, chiều cao, cao lùn đó, cao thấp, chiều cao khác nhau, à, cái thể tích phổi khác nhau. Và cái cuối cùng là cái gì các bạn? Cái gì? Bốn cái gì cuối cùng? Cái cuối cùng là chủng tộc. À, cái cuối cùng là chủng tộc. À, chủng tộc khác nhau thì sẽ có cái thể tích phổi khác nhau ha, người người châu Á khác, người châu Âu khác nha các bạn. Và bốn cái thông số này sao? Mình phải nhập vào máy. À, bốn thông số này: tuổi, chiều cao, giới tính, chủng tộc. Bốn thông số này người ta sẽ nhập vào máy. Và trong máy á, thì thường là nó có lưu sẵn một cái hệ thống referent. À, một cái hệ thống referent nó đã đo ở trên một cái dân số lớn ha. Thì ví dụ châu Á thì mình nhập cái referent cho người châu Á, à, và nó tính toán những cái trị số để nó đưa ra cho mình cái giá trị bình thường ứng với cái người này ha, với cái tuổi này, chiều cao này, cô này có cái tuổi này nó khác với cái ông kia ha, ví dụ vậy nha. Và lưu ý cái chủng tộc này thì nếu thường thì nó lưu sẵn rồi, nó lưu sẵn ở trong máy. À, vì vậy cho nên lâu lâu có một người, ví dụ có một ông Tây vô ông đo thì mình phải nhớ là mình phải lấy cái referent châu Âu ra để mình đo cho ông đó, chứ mình không có chỉ đo đơn giản là nhập vô đâu nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua bốn cái hội chứng. Thứ nhất là bình thường, thứ hai là tắc nghẽn, thứ ba là hội chứng tắc nghẽn, thứ ba là hội chứng hạn chế, và thứ tư là hội chứng hỗn hợp, tức là vừa tắc nghẽn vừa hạn chế. Đầu tiên thì mình sẽ xem xét là bình thường là như thế nào. À, bình thường là như thế nào thì bình thường có nghĩa là cái FEV1 nó lớn hơn 80% cái giá trị của máy đưa ra nha. Nó lớn hơn hoặc bằng, lớn hơn hoặc bằng 80% giá trị của máy đưa ra. Và FVC cũng vậy, nó cũng phải đạt ít nhất 80% giá trị của máy cho. Và cái trị số Tifno, cái trị số này gọi là trị số Gansler, tức là FEV1 chia cho FVC thì nó phải đạt được ít nhất là 0,7. Cái này nãy có nói các bạn rồi đó ha. Tức là cái tỷ số chia nhau là nó phải được 70% nha. Rồi. Đây là giá trị bình thường. Và đây là cái đường cong thể tích thời gian bình thường. Đây. Đường cong thể tích thời gian, trục hoành là thời gian, tung là thể tích. Theo các bạn cái hình này thì bệnh nhân có cái FVC là bao nhiêu vậy? Bao nhiêu? Chứ không? Đây nè, đừng có, đây là cái thể tích dạ, nè. Dạ, 5 lít ạ. 5 lít, đúng rồi. Thể tích này chiếu qua là 5 lít. Và cái FEV1 là nhiêu? FEV1 dạ, là 1 giây nè. Chiếu lên đúng không? Là mấy? Dạ, 80%. 4 đúng không? Dạ. 4 lít? Dạ, vâng. Khoảng 4 lít nè. Đây. Đây, FEV1 4 lít. FVC 5 lít. Thấy không? Và FEV1 chia cho FVC là 80. Là 0,8 hay là 80%. Dạ. Cái này là bình thường nha các bạn. Bình thường ha. Dạ. Bây giờ mình qua tới cái hội chứng tắc nghẽn nha. Mình qua tới hội chứng tắc nghẽn nha. Hội chứng tắc nghẽn thì nó sẽ gồm có hai phần. Tức là tắc nghẽn đường dẫn khí nhỏ và tắc nghẽn các cái đường dẫn khí lớn. Thì mình sẽ học ở đây trước là hội chứng tắc nghẽn các cái đường dẫn khí nhỏ. Còn tắc nghẽn các đường dẫn khí trung tâm á, thì cuối bài mình sẽ đề cập tới nha. Bây giờ ở đây là cái hội chứng tắc nghẽn đường dẫn khí nhỏ. Nha.
các bệnh lý mà tắc nghẽn đường dẫn khí nhỏ thì mình có cái gì? COPD nha. Trong COPD có viêm phế quản mạn, khí phế thủng đó ha. Rồi hen, rồi giãn phế quản, bệnh sơ nang, viêm tiểu phế quản, tắc nghẽn nha. Rồi. Thì trong cái hội chứng tắc nghẽn thì mình thấy gì các bạn? Lúc đầu á, cô có nói là cái FEV1 là cái chỉ số dùng để đánh giá cái tắc nghẽn của cái luồng khí thở ra, cái luồng khí thở ra nó có bị cản trở hay không. Và nếu nó có, tức là nó có tắc nghẽn. Vì vậy cho nên FEV1 là cái chỉ số đại diện cho cái tình trạng tắc nghẽn. Vậy nếu cái FEV1 trong cái hội chứng tắc nghẽn thì FEV1 nó phải giảm nha. FEV1 giảm. Và giảm là bao nhiêu thì gọi là giảm? Dưới 80. Bỏ dấu bằng giùm cô nghe, chỗ này bỏ dấu bằng. Dưới 80% giá trị dự đoán nha. Dưới 80% giá trị dự đoán. Còn FVC thì sao? FVC bình thường nha. FVC tức là dung tích sống gắng sức. Thì dung tích sống gắng sức trong cái hội chứng tắc nghẽn nó không có bị cản trở gì cả ha. Nó không có bị giảm gì cả, bởi vì các bạn coi các cái hen COPD mình thấy chụp hình phổi, hai cái lá phổi nó bình thường, nó không có bị cản, nó không có bị giảm, không có bị mất thể tích gì hết nha. Và như vậy thì cái tử số giảm, cái mẫu số bình thường thì cái tỷ số cancer tức là FEV1 trên FVC nó phải nhỏ hơn 0.7 nha. Tóm lại là gì, trong cái hội chứng tắc nghẽn mình thấy FEV1 giảm, FVC bình thường và FEV1 trên FVC giảm. Rồi. Và đây là cái đường cong. Đường cong này là đường cong thể tích thời gian ha, thể tích thời gian. Mình thấy đây là đường cong bình thường nha, đường cong bình thường. Và cái màu hồng đó là đường cong của cái hội chứng tắc nghẽn nha, hội chứng tắc nghẽn. Thì cái FVC của nó vẫn là bình thường, các bạn thấy FVC nó vẫn là 3.2 lít, tương đương á với cái bình thường, cái này khoảng 3.2 lít gì đó ha, sắp xỉ nha. Nhưng cái FEV1 là nó rất giảm nha. FEV1 tức là trong một giây đầu tiên á thì nó chỉ lên được tới đây thôi. Người ta bình thường thì người ta lên tới đây luôn, đúng không? Còn FEV1 của cái người tắc nghẽn này nó rất là thấp. Ở đây nó chỉ có 1.8 thôi ha. Và như vậy thì FEV1 chia cho FVC nó chỉ có 0.56 thôi ha. Thì các bạn nhớ cái hình này nè, đó là cái hình của hội chứng tắc nghẽn nha, hình của hội chứng tắc nghẽn. Và khi có cái hội chứng tắc nghẽn rồi á, thì mình sẽ thà làm thêm một cái test nữa, gọi là test giãn phế quản nha. Test giãn phế quản để làm gì? Để phân biệt cái mình đánh giá cái test hồi phục phế quản ha, để mình coi là sau test giãn phế quản á thì cái phế quản mình có hồi phục hay không, để mình phân biệt với giữa hen và COPD nha. Thì test giãn phế quản làm như thế nào các bạn? Sử dụng thuốc gì? Thuốc giãn phế quản tác dụng ngắn nha. Và cái test giãn phế quản này là mình nên thực hiện ở tất cả các trường hợp để chẩn đoán bệnh nha, tất cả các trường hợp để chẩn đoán bệnh nha, ngay cả khi là kết quả đo hô hấp ký lần đầu bình thường mình vẫn làm cái test giãn phế quản nha. Và mình đo lần đầu, sau đó mình dùng cái thuốc giãn phế quản tác dụng ngắn và 15 phút sau mình đo lại nha, mình đo lại. Và vì mình làm cái test giãn phế quản thì ra mình bắt buộc mình phải ngưng tất cả các thuốc giãn phế quản trước đó, giống như hồi lúc đầu mình có nói rồi đó nha. Rồi. Và như vậy thì cái thuốc giãn phế quản mình cho như thế nào? Thuốc giãn phế quản là mình xịt hay là mình phun khí dung các bạn? Thường là người ta xịt
nha, người ta xịt. Và người ta xịt tại vì phun khí dung thì nó lâu, và cho nên đa phần là người ta xịt. Tại vì phun khí dung là cũng mất hết ra 10 phút, 15 phút. Rồi cũng phải chờ thêm 15 phút nữa thì nó rất là lâu. Cho nên thường là người ta xịt. Xịt sau đó 15 phút sau thì đo lại nha. Và xịt thì bao nhiêu nhát? Là khoảng từ 2 tới 4 nhát. Đây là một nhát của cái salbutamol đó. Thường nhất là người ta dùng cái Ventolin á, là salbutamol. À, tại vì nó nhanh nha. Và cái salbutamol á, thì xài một lần xịt của nó là 100 microgram. Thì mình dùng 2 tới 4 nhát, tức là khoảng từ 200 đến 400 microgram nha. Sách á, thì nó nói 400, nhưng mà cô thấy có rất là nhiều người xịt 4 nhát vô nó bị hồi hộp á, nhịp tim hơi nhanh một số người á. Thành ra là mình trẻ em mình có thể dùng 2 nhát được rồi nha. Rồi. Và khi xịt như vậy á, thì các bạn biết là sử dụng cái ống xịt MDI này, ống xịt bình xịt định liều này nè, thì nếu mà mình xịt không đúng cách thì cái lượng thuốc mất, tức là thuốc không vào được trong phổi, nó tỷ lệ nó rất là cao nha. Và khi mà mình xịt thuốc không đúng, tức là bệnh nhân không có hít vào đúng cách đó, một số người đây là cái lần đầu họ xịt thuốc nữa, và như vậy thì sao, sẽ làm cho cái người bệnh là người ta không có hít đủ thuốc vào. Và không hít đủ thuốc vào thì sao? Đâu có giãn đâu. Cái phế quản mình đâu có giãn đâu. Và khi mình đo lại thì sao? Kết quả sai bét. Nha. Vì vậy cho nên khi mà mình xịt thuốc giãn phế quản thì mình phải bảo đảm là bệnh nhân hít thuốc đủ. Và một trong những cái cách để bảo đảm là người bệnh hít thuốc đủ là mình nên có cái này gọi là gì? Buồng đệm hay là buồng hít. Ha. Buồng đệm hay là buồng hít. Nó sẽ tốt hơn là mình chỉ dùng cái ống MDI mà mình xịt không, nó sẽ rất nó không có đạt yêu cầu. Yeah, và khi mà mình đo lần thứ nhì đó thì kết quả khi như thế nào thì gọi là dương tính, như thế nào thì gọi là test giãn phế quản dương tính. Thứ nhất là chênh lệch giữa hai lần đo FAV1, giữa hai lần đo tính bằng thể tích đó, tính bằng lần đo trước, lần đo sau trừ nhau. Lần đo sau cao hơn lần đo trước 200ml. Và cái phần trăm hồi phục là trên 12%. Và cái phần trăm hồi phục tính bằng FEV1 sau trừ cho FEV1 trước, chia cho FEV1 trước. Nha. Các bạn nhớ ở đây là có cái chữ và nha. Có cái chữ và. Và tức là có cả đủ hai cái điều kiện này thì mới gọi là dương tính, còn chỉ có một trong hai thì không được nha. Các bạn nếu mà có làm bài thi đó là lưu ý cái này, tại vì cô có hỏi nha, chẩn đoán những cái trường hợp hen rồi đó. Nếu mà như vậy thì nếu mà chỉ có một trong hai yếu tố này thì gọi là âm tính nha các bạn, chỉ phải đủ cả hai thì mới gọi là dương tính. Rồi. À, bây giờ là mình đã xong cái nghiệm pháp giãn phế quản nha, nghiệm pháp giãn phế quản. Bây giờ có một cái nghiệm pháp kế nữa, nó gọi là nghiệm pháp kích thích phế quản, thì ở Việt Nam mình cái nghiệm pháp này chưa có làm nha, nghiệm pháp này chưa có làm. Cái nghiệm pháp này á, thì nó cũng giống như là cái nghiệm pháp kích giãn phế quản mà nó ngược lại đó, nó ngược lại với cái chân phải là giống, nó ngược lại với cái nghiệm pháp giãn phế quản, tức là cái phế quản đang co, mình dùng thuốc giãn phế quản cho cái phế quản nó giãn ra, rồi mình đo lại và mình so sánh giữa hai lần. Thì cái nghiệm pháp kích thích phế quản là cái phế quản đang bình thường và mình xịt thuốc vô cho nó co lại, rồi mình đo để mình so sánh với cái lần trước đó, coi là cái tỷ lệ đo co lại là bao nhiêu ha. Và mình xịt cái gì các bạn? Mình xịt cái metacolin hoặc là mình xịt cái histamine ha. Tuy nhiên cái kỹ thuật này ở Việt Nam mình chưa có làm. Nha. Thứ nhất là mình phải sử dụng, mình phải có cái máy định liều để mình tăng cái thuốc, cái máy định liều trong cái hạt đó, cái liều trong cái hạt thuốc đó.
Thì cái này mình phải tăng liều dần, chứ mình không có cho một cái liều mạnh liền, bởi vì nó như vậy nó làm cho người bệnh nguy hiểm. À, các bạn nghĩ là người ta đang bình thường mà bây giờ xịt thuốc vô để co thắt thì là mình gây nguy hiểm cho người ta. À, vậy cho nên nó đòi hỏi là phải có hành lang pháp lý, rồi đòi hỏi là phải có cái phòng để cái bộ phận để mà cấp cứu nếu có, rồi cái protocol rồi này nọ nọ kia nha. Và quan trọng là phải có cái máy định liều trong cái nồng độ trong cái không khí đó, hay là nồng độ hạt trong cái không khí. Như vậy thì Việt Nam mình chưa làm nha. Thì khi mà cái này nó dương tính thì nó cũng là một trong những cái test giúp là chẩn đoán cái hen phế quản, chẩn đoán xác định cái hen phế quản nha. Rồi. Đó là mình nói xong về cái hội chứng tắc nghẽn. Bây giờ mình qua tới cái hội chứng hạn chế. Hội chứng hạn chế tức là những cái bất thường ảnh hưởng tới cái hoạt động căng phòng lồng ngực nha. Tức là phổi nó không được hít vào đủ. Và phổi không hít vào đủ như vậy thì có thể là do các cái phế quản nó không giãn ra được ha, nó bị bít lại, các cái phế nang nó bị bít lại. Hoặc là lồng ngực á, nó không có nở ra được. Giống như nãy bạn nói ban đầu đó, thì cái này là người ta vẫn đo đó, là nếu là người ta đo để người ta đánh giá cái hội chứng hạn chế. Tuy nhiên cái hội chứng hạn chế mà đo ở trong cái hô hấp ký này á, thì nó không phải là tiêu chuẩn vàng nha, không phải là tiêu chuẩn vàng. Vlad sẽ nói kỹ hơn đây. Thì các cái bệnh lý có cái hội chứng hạn chế là mình có hai cái trường hợp là tại phổi và ngoài phổi. À, tại phổi và ngoài phổi. Tại phổi tức là các cái bệnh lý như là sơ phổi, phù phổi. À, sơ phổi, phù phổi tức là những cái bệnh lý nào khiến cho không khí nó không vào, nó không có vào đầy đủ trong các cái phế nang của phổi. Giống như là bệnh sơ phổi nè, bệnh phù phổi, bệnh nhu mô phổi, giống như là trong cái lồng của các cái phế nang đó nó chứa dịch ha, hoặc là có cái các bệnh lý màng phổi như tràn khí màng phổi, tràn dịch màng phổi, hoặc là bệnh nhân có cắt phổi vân vân, thì những cái bệnh lý này nó làm cho cái phổi đó nó không chứa khí đầy đủ. Và không chứa khí đầy đủ vậy thì cái dung tích sống của phổi nó bị giảm, đúng không? Hoặc là do những cái bệnh lý ngoài phổi làm cho bệnh nhân không có hít vào đủ nha. Đó, không có hít vào đủ, bệnh nhân không có hít vào được. Và do cái tình trạng là biến dạng lồng ngực, béo phì, bệnh nhân mập quá, bệnh nhân hít không được. Có thai, bệnh lý thần kinh cơ, vân vân, suy tim, vân vân. Thì những cái bệnh lý này làm cho bệnh nhân cái phổi không có hít vào đủ. Vẹo cột sống rồi vân vân đó ha, bệnh nhân không có hít vào được sẽ dẫn tới gọi là hội chứng hạn chế. Và trong cái hội chứng hạn chế này thì mình sẽ thấy là gì? Trong cái hội chứng hạn chế thì theo các bạn thì trong cái hội chứng hạn chế này thì cái chuyện gì xảy ra? Đầu tiên là cái dung tích sống phải giảm, đúng không? Dung tích sống phải giảm, đúng không? Còn cái FEV1 có giảm hay không? Theo các bạn, tại có FEV1 có giảm không? Alo, alo. Dạ, có thể quá. Có thể giảm. Có thể là sao? Tại sao giảm? Nó đâu có bị tắc nghẽn đâu. Ví dụ như tràn dịch màng phổi, bệnh nhân đâu có bị tắc nghẽn cái luồng khí gì đâu. Tại sao giảm? Tại vì cái hít vô nó không đủ, nó không có đủ cái thể tích đó không? Nó thì nó đi ra nó cũng yếu. Bạn nói cũng gần đúng, tức là hiểu đúng nhưng mà trình bày chưa rõ. Tức là như vậy, FEV1 tức là cái thể tích của cái dung tích sống, tức là mình hít vào hết sức rồi mình thổi ra ngoài trong một giây đầu tiên, đúng không? Thì cái là mình phải thổi ra cái FEV1 chính là cái FVC mà mình đẩy ra ngoài trong một giây đầu tiên, đúng không các bạn? Và nếu mà cái FVC giảm thì FEV1 làm sao bình thường được? Bởi vì FEV1 là một phần của FVC, đồng ý không? Vì vậy cho nên là nếu mà FVC giảm
thì FEV1 cũng giảm, nhưng mà sao? Giảm tỷ lệ, bản thân nó không có rối loạn nha, nó không có bị cản trở gì đâu. Nhưng mà vì cái thằng FVC nó giảm, cho nên nó là một phần của thằng kia, thì thằng kia giảm nó cũng phải giảm nha, nó cũng phải giảm, nhưng mà giảm tỷ lệ. Và do chính cái tình trạng giảm tỷ lệ như vậy thì sao? Hai cái thằng chia nhau là bình thường nha. Hai cái thằng chia nhau là FEV1 chia cho FVC nó phải bình thường nha. Vậy trong cái hội chứng hạn chế chúng ta thấy gì? FEV1 giảm, FVC giảm, nhưng tỷ số Gansler là bình thường. À, hiểu ha? Và đây là cái hình của cái hội chứng hạn chế ha. Cái đường màu đỏ là bình thường, và cái đường màu xanh hơi mờ nha các bạn. Đường màu xanh này là hội chứng hạn chế ha. Cái dạng đường á, cái dạng của nó thì giống như là bình thường, nhưng mà nó thấp, thấy không? Các bạn thấy nó thấp nha. Nó không giống như cái anh tắc nghẽn thì nó lại lại như vậy, đúng không? Còn cái này thì nó giống ha, nó lên rồi nó đi ngang, nhưng mà nó thấp hơn nhiều. Cái FEV1 đây có 1.9 lít, FVC 2 lít, và hai thằng chia nhau là bình thường, thấy không? Đấy. Và hồi nãy cô nói á, là cái hội chứng hạn chế này á, trong cái hô hấp ký nó không phải là tiêu chuẩn vàng. Trong khi cái hội chứng tắc nghẽn á, thì dùng hô hấp ký để kết luận hội chứng tắc nghẽn nó là tiêu chuẩn vàng. Tuy nhiên á, là trong cái hội chứng mà hạn chế này á, thì nó chỉ có khả năng 50-50 thôi. Bởi vì đôi khi nó phụ thuộc vào cái sự hít của bệnh nhân. Ha, bệnh nhân hít vào không hết sức. Đơn giản thì thôi, bệnh nhân bị đau, bệnh nhân bị vì lý do gì bệnh nhân hít vào không hết sức, thì nó cũng dẫn tới hội chứng hạn chế rồi đó nha. Vì vậy cho nên là nếu mà cái hô hấp ký mà mình thấy có cái hội chứng hạn chế thì mình chỉ nghĩ là có thể nha, có thể hay là nghĩ đến nha, và đề nghị thêm làm thêm gì, phế thần ký nha, làm thêm phế thần ký nha, để đo cái dùng cái phế thần ký để kết luận chắc chắn hơn, chứ còn hô hấp ký không đủ xác định. Yeah. Bây giờ qua tới cái hội chứng cuối cùng gọi là hội chứng hỗn hợp nha. Yeah. Hội chứng hỗn hợp. Hội chứng hỗn hợp này á, thì sao? Nó là vừa tắc nghẽn vừa hạn chế nha. Yeah. Thế thì trên thực hành lâm sàng có những cái bệnh lý nào vừa tắc nghẽn vừa hạn chế các bạn? Có không? Có không? Dạ có. Những người tắc nghẽn và lâu dài mà cái hiện tượng khí phế thủng của người ta nặng quá đó thì người ta cũng giảm cái thể tích phổi, bị hội chứng hạn, vừa bị hội chứng tắc nghẽn vừa bị hội chứng hạn chế. À đúng rồi. Thì nếu mà mình lý luận thông thường thì lâu lâu có những người COPD mà bị tràn khí màng phổi thì đó là có gì? Có tắc nghẽn, có hạn chế đó. Đúng không? Tràn khí là hạn chế, COPD là tắc nghẽn, đồng ý không? À, nhưng mà cái đó thì mình nói vui thôi, tại vì lâu lâu mới gặp. Nhưng mà cái mà bạn vừa nói là đúng ha, tức là tắc nghẽn, bệnh COPD mà có khí phế thủng nặng, tức là thường ở những cái giai đoạn nặng đó, họ có cái tình trạng ứ khí phế nang, nha, ứ khí phế nang, tức là hôm trước có giải thích đó, hôm cái bài COPD vừa rồi đó, là bệnh nhân hít vào. À, thì khí vào, nhưng mà khi mà bệnh nhân thở ra thì khí nó ở lại trong phổi, do cái phế nang nó mất tính đàn hồi, đúng không? Và nó có hiện tượng bẫy khí hay là ứ khí phế nang. Và cái bẫy khí hay ứ khí phế nang nó dẫn tới chuyện gì xảy ra các bạn? Thể tích khí cặn tăng nha. Thể tích khí cặn tăng thì sao? Tổng dung lượng phổi thì nó có giới hạn thôi. Và khi cái tổng cái thể tích khí cặn tăng thì cái dung tích sống nó sẽ nhỏ lại, đúng không? Đó. Và như vậy thì ở những cái người mà có cái tình trạng khí phế thủng nặng và bẫy khí như vậy đó thì FVC giảm, đúng không? FVC giảm. Đồng thời bản thân họ có cái tắc nghẽn nữa,
đúng không? Cho nên là cái này là hội chứng hỗn hợp này là gặp ở những trường hợp khí phế thủng nặng ha, COPD có khí phế thủng nặng. Và trong cái hội chứng hỗn hợp này thì mình thấy chuyện gì xảy ra? FEV1 là chắc chắn giảm rồi, bởi vì có tắc nghẽn nè. FVC thì giảm luôn đúng không? Vì có cái hạn chế ha. Nhưng mà sao? FEV1 giảm thì sao các bạn? Đầu tiên là FVC giảm là đồng ý rồi nè, là có cái hội chứng hạn chế. FEV1 á thì đầu tiên á FVC giảm thì FEV1 cũng giảm. Đúng không? Là do trong cái hội chứng hạn chế là nó giảm theo, nó giảm tỷ lệ nha. Và bản thân nó đó là nó có bất thường nữa. Trong cái hội chứng hỗn hợp này nè, nó có bất thường, nó có tắc nghẽn nữa. Như vậy thì cái FEV1 đó nó giảm nhiều hơn bình thường nha. Nó giảm một phần là do nó giảm, vì FVC giảm nó giảm, và bản thân nó có rối loạn nên nó cũng giảm nặng hơn nữa. Và như vậy thì vì nó giảm nhiều hơn, thành ra là khi mà chia FEV1 cho FVC thì FEV1 trên FVC cũng giảm luôn, chứ nó không có phải bình thường như cái hội chứng hạn chế lúc nãy. Như vậy thì trong cái hội chứng hỗn hợp chúng ta thấy gì? FEV giảm, FEV1 giảm, FVC giảm và FEV1 trên FVC giảm, tức là cả ba cùng giảm nha, nhớ không? Rồi. Như vậy các bạn còn nhớ ba hội chứng không? Hội chứng thứ nhất, hội chứng tắc nghẽn. FEV1 giảm, FVC bình thường, FEV1 trên FVC giảm nha, hội chứng thứ nhất. Hội chứng thứ nhì là hội chứng hạn chế. FVC giảm, FEV1 giảm, nhưng FEV1 trên FVC bình thường. À, rồi. Hội chứng thứ ba là hội chứng hỗn hợp. Cả ba cùng giảm. FEV1 giảm, FVC giảm và FEV1 trên FVC giảm. Các bạn nhớ không? Rồi. Các bạn có thể thuộc lòng nha. Và đây là cái hình của cái hội chứng hỗn hợp nha. Cái hình này hơi mờ nha, hình này hơi mờ. Đây, hình hơi mờ. Đây là cái hình của cái hội chứng hỗn hợp nha, thì nó cũng sao? Nó cũng hơi giống như là cái hình của hội chứng tắc nghẽn, nhưng mà nó thấp, phải không? Nó thấp tuốt ở dưới luôn, thấy không? Cả ba cùng giảm ha, FEV1 có 0,5. FVC có 1,5 và FEV1 trên FVC chỉ có 0,3 thôi ha. Cái này đó, cái này là nặng lắm luôn, đúng không? Và đây là qua tới cái đường cong lưu lượng thể tích nha. Cái đường cong lưu lượng thể tích thì các bạn coi cái đây là cái hình màu, cái hình bình thường của nó, và cái màu xanh dưới này lại là thì hít vào nha. Cái đây là cái dưới cơ hoành đó. À, quên, dưới trục hoành. Dưới trục hoành là thì hít vào, và trên trục hoành là thì thở ra ha. Màu đỏ thì thở ra nha. Như vậy xanh xanh lá cây này là khí lưu thông nè, khí lưu thông, hít thở bình thường, hít thở bình thường, hít thở bình thường, rồi thở ra, thở ra, thở ra, hít vào hết sức, hít vào hết sức cho đến khi không hít sao được nữa, thở ra mạnh. Đây là thở ra là mạnh đó. Thì như vậy đây là bình thường nó có cái hình tam giác như thế này, là ở kia phía trên trục hoành là nó có cái hình tam giác như thế này. Đây nhìn bên đây ha, thì các bạn thấy là từ đây tới đây là chính là dung tích sống nha, từ đây tới đây là chính là dung tích sống nha. Và cái đỉnh này tới là PEF đó nha, lưu lượng đỉnh đó nha. Chỗ này gọi là khí cặn nha, khí cặn. Và từ đây tới đây nó gọi là dung tích sống, tổng dung lượng phổi nha, tổng dung lượng phổi từ đây tới đây nha. Thì các bạn thấy là cái hình của cái tam giác phía trên nha, quan sát kỹ cái tam giác phía trên nha. Đó, rồi. Thì các bạn coi cái đường cong lưu lượng thể tích này nó khá là lợi hại ha. Có thể các bạn không nhớ những cái hội chứng nãy giờ cô nói.
Nhưng mà các bạn có thể nhìn cái đường cong lưu lượng thể tích này để các bạn chẩn đoán được ha. Hoặc là các bạn nhớ cái hình của cái đường cong lưu lượng thể tích hồi nãy, cái đường cong thể tích thời gian hồi nãy. Nhưng cái đường cong lưu lượng thể tích này thì nó ấn tượng hơn, bởi vì các bạn quan sát hồi nãy cái hình tam giác đó, và cái cạnh quyền của cái đường tam giác đó, khi mà cái cạnh quyền của cái đường tam giác mà nó lõm vô, nó càng lõm thì sao? Nó càng lõm là càng tắc nghẽn. Đây là hội chứng tắc nghẽn. Mình sẽ thấy cái đường cong lưu lượng thể tích ha, có cái cạnh quyền nó lõm vô ha. Và đây là tắc nghẽn nặng nè, severe obstructive. Mình thấy là cái đường cong lưu lượng thể tích càng lõm, lõm càng nhiều là càng nặng bấy nhiêu ha. Đôi khi là mình chỉ lật ra mình coi cái hình là cũng mình cũng biết chắc là ông này tắc nghẽn luôn nha. Rồi còn đây là cái hình ảnh của cái hạn chế, tức là cái đường nó ốm thôi ha, cái hình tam giác á nó ốm ha, ốm vô nha. Còn cái này là đường cong thể tích thời gian hồi nãy cô có nói rồi á ha, mình coi rồi, lúc nãy mình có tính toán rồi luôn hết rồi ha. Bây giờ qua tới cái lưu đồ ha. Qua tới cái lưu đồ thì hồi nãy cô nói các bạn có thể thuộc lòng nha, các bạn có thể thuộc lòng là ba cái hồi nãy ha. Tắc nghẽn là FVV 1 giảm, FVC bình thường và FVV 1 trên FVC giảm. Hội chứng hạn chế là hai cái thằng FVV 1 trên và FVC giảm, nhưng mà FVV 1 trên FVC bình thường. Và hội chứng hỗn hợp thì cả ba cùng giảm, nếu các bạn thuộc cũng được nha. Còn không thì các bạn làm theo cái lưu đồ này nha. Lưu đồ này thì đầu tiên mình coi cái gì? Mình coi cái chỉ số Gallner trước nha. Nếu cái chỉ số Gallner giảm thì mình đi hướng bên đây nha. Và nếu cái chỉ cái FOV1 trên FVC tức là nhỏ hơn 0.7 cũng được nha, và nhỏ hơn 0 LLN cũng được. Nãy nói lộn các bạn, chỉ số Gallner giảm là đi cái hướng bên phải, và cái chỉ số Gallner bình thường thì đi cái hướng bên trái nha, cái hướng bên trái. Bây giờ đi hướng bên trái trước nha. Tức là nếu mà chỉ số Gallner bình thường thì nó có hai khả năng. Khả năng là người này bình thường hoặc người này có thể có hội chứng hạn chế nha. Thì nếu mà chỉ số Gallner bình thường và mình coi cái FVC, nếu mà cái FVC giảm thì là gì? Là hội chứng hạn chế, và hội chứng hạn chế này mình phải đi làm cái phế thân ký. Còn nếu chỉ số Gallner bình thường thì là bình thường luôn nha. Còn bây giờ đi cái hướng bên phải là nếu mà cái chỉ số Gallner này nó giảm thì có hai khả năng nha. Chỉ số Gallner giảm mà cái FVC bình thường thì sao? Thì là hội chứng tắc nghẽn thôi. Còn nếu chỉ số Gallner giảm và FVC giảm luôn thì đây là hội chứng hỗn hợp nha, hội chứng hỗn hợp nha. Và nếu mà có hội chứng tắc nghẽn, hội chứng hỗn hợp mình cũng đo luôn cái test giãn phế quản chứ không phải không đo nghe các bạn. Đo luôn cái test giãn phế quản. Nãy giờ hiểu hết chưa? Có bạn nào có hỏi gì không? Alo, alo. Alo, alo, ngủ hết rồi hả? Dạ, hiểu cô. Hiểu ha? Tức là mình dạ. Đã đi qua xong bốn cái ba, một cái bình thường và ba cái hội chứng ha. Hồi nãy cô có nói là cái trường hợp là tắc nghẽn đường dẫn khí trung tâm thì cô sẽ nói ở cuối bài nha. Thì đây là cái phần cuối cùng nha. Thì cái hô hấp ký ngoài chẩn đoán những cái tình trạng tắc nghẽn hay là hạn chế, nó còn có một cái vũ khí lợi hại là nó có thể biết được là có tắc nghẽn cái đường dẫn khí trung tâm hay không nha. Đường dẫn khí trung tâm tức là bao gồm những cái phế quản lớn,
khí quản hoặc là phế quản gốc rồi đó, là những cái đường dẫn khí trung tâm nha. Thì cái đường dẫn khí trung tâm nó sẽ chia ra làm hai phần nha, tức là cái phần trong lồng ngực và cái phần ngoài lồng ngực ha. Thì cái phần trong lồng ngực tức là gì? Tức là cái phần khí quản mà nằm từ dưới hõm ức trở xuống ha, khí quản và hai cái phế quản lớn nha, và carina đó. Còn cái tắc nghẽn ngoài lồng ngực á, thì từ hõm ức trở lên bao gồm là cái đường hô hấp trên như là hầu, thanh quản và cái phần khí quản nằm. Thì đây là cái hình. Yeah. Thì các bạn còn nhớ cái hình của cái đường cong lưu lượng thể tích không? Đây là cái đường cong lưu lượng thể tích, và nãy cô nói đó là nó có hai thì ở dưới trục vành là thì hít vào, và thì trên trục vành là thì thở ra, đúng không? Thì cái hình này các bạn thấy có hình mất tiêu cái gì? Cái thì hít vào, cái thì hít vào bị cắt cục ở đây. À, thì hít vào bị cắt cục ở đây nha, nó bị cắt cục, nó không có rõ đó. Thì những cái hình ảnh cắt cục này cho thấy có tắc nghẽn ngoài lồng ngực nha, dưới trục vành là tắc nghẽn ngoài lồng ngực nha. Ngoài lồng ngực là gì? Có thể là phì đại tuyến giáp, liệt dây thanh, rối loạn chức năng dây thanh, ung thư thanh quản, vân vân, ngoài lồng ngực nha. Đây cũng là cái hình ảnh tắc nghẽn ngoài lồng ngực. Đây tắc nghẽn ngoài lồng ngực nha, chỗ này nó bị lõm vô ha. À. Còn đây là tắc nghẽn trong lồng ngực, tắc nghẽn trong lồng ngực thì sao? Cái thì thở ra lại bị cắt cục. Nha, cái thì thở ra là bị cắt cục. Ha. Và cái thì thở ra bị cắt cục là trong lồng ngực á, thì là những cái trường hợp như là co thắt cái tâm vị, không phải co thắt tâm vị, mềm sụn khí quản, có khối u, hạch trung thất, vân vân ha. Hoặc là đây là cái cũng là cái hình ảnh có thấy là cái thì thở ra bị cắt cục, các bạn thấy rõ ha. Đây là cái thì thở ra bị cắt cục. Và đây là cái hình ảnh là tắc nghẽn cả hai thì luôn. À, ghê không? Đó. Cái này là tắc nghẽn cố định cả, có thể cả trong lồng ngực và ngoài lồng ngực. À. Thì cái hình ảnh này là cô có lần cô gặp một bệnh nhân, họ đến họ vì chẩn đoán là hen. Hen 6 tháng nay không có điều trị được. Tức là điều trị thuốc hen kiểu gì, người bệnh đó nó cũng cảm giác khó thở suốt luôn. Thì đến với mình khám, bệnh nhân được nhập viện vì cơn khó thở. Và khi đến khám thì lại thấy là cái tiếng của, có cái tiếng gọi là cái tiếng rít thanh quản nghe các bạn. Chứ không phải là khò khè đơn giản, tức là đặt ống vô thì nghe khò khè thiệt. Nhưng mà mình ngồi ở ngoài đó thì mình vẫn nghe bệnh nhân này có cái tiếng thở nghe từ ngoài luôn. Yeah. Thì chẩn đoán như vậy là mình phải đo lại cái hô hấp ký rồi bệnh nhân có đúng là hen hay không, thì lòi ra cái hình ảnh này nghe các bạn. Hồi ra cái hình ảnh như vậy. Và sau đó thì cho bệnh nhân đi nội soi phế quản. Khi đưa xuống bệnh xong nội soi phế quản thì cái phòng nội soi nó còn không chịu đo nữa, nó nói không chịu soi nữa, nó nói bệnh nhân này hen khò khè quá trời, làm sao nó đo. Thì mình phải thuyết phục họ đo, thì họ soi á, thì cuối cùng sao các bạn, soi ra thấy là hẹp khí quản nha, hẹp khí quản cố định luôn nha, cái lỗ khí quản còn có chút xíu thì hỏi lại người bệnh đó là vụ gì, là họ vừa được đặt cái nội khí quản cách đó 6 tháng vì cấp cứu, vì bị một cái gì đó nằm ở trong cái cấp hồi sức cấp cứu của 115 nha, và đặt nội khí quản, và sau khi mà rút ống nội khí quản bệnh nhân xuất viện tới giờ là bệnh nhân bị hen vậy luôn. Thì là các bạn thấy là
nhờ cái hô hấp ký này mà mình chẩn đoán được rất là rõ cái trường hợp gọi là tắc nghẽn khí quản của cái người bệnh đó nha. Và ông đó thì sao, là được nông cái khí quản nhiều lần nhưng mà thất bại. Và mình làm một cái kỹ, mình chụp cái CT dựng hình đó, CT dựng hình để mình đánh giá cái chiều dài của cái chỗ hẹp á, thì mình thấy là cái đoạn hẹp của ông đó là 5 cm. Và 5 cm thì nó có thể cắt nối tận tận và ráp lại cho ổng. Còn nếu mà trên 5 cm, dưới 5 cm đối nối được, trên 5 cm thì thường là mình phải đặt stent, tại vì nối không thành công, cắt cái đoạn phế khí quản còn lại nó không có giãn được, nó không có co giãn được là nó không thành công nha. Thì cái phần trình bày của cô đến đây là hết nha. Tóm lại đó là chúng ta đã học qua các cái hô hấp ký ha, mình nói qua về các cái kỹ thuật đo ha, tiêu chuẩn lập lại được và chấp nhận được của ATS nha, các cái chỉ định đo đầu tiên ha, các bạn nhớ nha. Rồi cái tiêu chuẩn của ATS là cho chấp nhận được cho một lần đo và lập lại được cho 3 lần đo. Vậy khi có đầy đủ cái đó rồi thì chúng ta phải phân tích kết quả đo hô hấp ký và dựa vào cái gì? Giá trị dự đoán ha. Giá trị dự đoán nhập vào máy để chúng ta đưa ra các cái hội chứng ha. Các bạn có hỏi gì thêm không? Dạ cô ơi, em nhớ hồi lúc Y6 học hô hấp ký cô, giống như vô mình sẽ đọc là cái VC với cái FVC, rồi mình sẽ lựa cái hai con số, và ví dụ lấy số nhỏ hơn mà lớn 80% là không có hội chứng hạn chế, rồi mình mới xuống dưới mình mới lựa giữa cái FEV1 trên cái FVC hoặc là FEV1 trên VC so với 0.7 để mình đánh giá cái tắc nghẽn. Không, không. Ngược lại với cái lưu đồ cô hồi nãy đó, lưu đồ hồi nãy là coi cái Angler trước, thì các bạn nắm nguyên tắc các bạn tự suy thôi, nhưng mà cái lưu đồ nãy là dễ hơn. Đầu tiên á là mình phải coi cái Angler trước nha, tức là FEV1 trên FVC nó có giảm hay không. Nếu nó có giảm đó, thì hoặc là tắc nghẽn hoặc là hỗn hợp nha. Còn nếu mà nó không giảm thì là hoặc là hạn chế hoặc là bình thường. Không giảm thì mình coi cái FVC ha. Còn nếu có giảm thì mình coi cái FEV1 đó. Còn không thì các bạn học thuộc lòng ba cái hội chứng tùy các bạn. Còn nếu bạn hồi nãy ý bạn là sao, bạn coi ngược lại hả, coi cái FVC trước hả? Dạ giống như là nó có hai cái chỉ số là VC với FVC với cô. Rồi VC với FVC là giống nhau. VC là dung tích sống và FVC là dung tích sống gắn sức. Thì bây giờ người ta không có coi cái VC nữa, người ta chỉ coi cái FVC thôi. À. Dạ cô ơi, cho em hỏi là cái chỗ mà khi mà mình xác định được nó là thuộc hỗn hợp hay bình thường, thì cái chỗ mà lúc nãy cô nói đo thêm cái gì á cô, chỗ đó em nghe không kịp. Hạn chế chứ, tức là cô nói là cái hội chứng hạn chế đó là mình không có đủ để mình kết luận trên hô hấp ký. Bởi vì đơn giản là bệnh nhân chỉ cần gắng sức không đủ là nó cũng đã ra cái hội chứng hạn chế rồi. Cho nên trong cái hô hấp ký của mình á, là nếu mình có, mình nghĩ là mình thấy là cái hội chứng hạn chế á, thì mình chỉ cảm nghĩ hoặc là mình nghĩ đến thôi, và mình đề nghị là làm thêm cái phế thân ký ha. Bởi vì cái phế thân ký nó mới đủ để xác định chẩn đoán là cái này thực sự là có phải hội chứng hạn chế hay không. À.
Dạ, em cảm ơn cô ạ. Có bạn nào hỏi gì nữa không? Dạ, thưa cô, mấy cái ca COPD mà bệnh nhân không hợp tác được hoặc là mấy cái trường hợp mà trẻ em không hợp tác được, con mình không đo được hô hấp ký thì mình đi làm cái phế thân ký hả cô? Đúng rồi, nhưng mà phế thân ký á, thì nó cũng có lồng cái hô hấp ký trong đó nghe. Tức là nó cũng có lồng cái hô hấp ký ở trong cái phế thân ký, thành ra là nếu mà mình đo cái phế thân ký không á thì cũng không có đủ để mình đánh giá cái FVC á, cái thể tích trong một giây. Gọi lại sao. Mình có một cái kỹ thuật khác nữa là IOS á, là cái gọi là dao động xung ký, thì cũng có thể xem xét để đánh giá, tại vì nó cũng đánh giá cái tắc nghẽn ngoại biên đó các bạn. Có hỏi gì thêm không? Có ai hỏi gì nữa không? Các bạn sẽ còn một buổi để mà gì phải không? Đọc kết quả hô hấp ký, hay là bạn muốn học đọc giờ luôn? Hay là muốn bữa khác, bữa nay mệt rồi? Tức là sẽ đưa một hả, đưa một số cái kết quả đo cho bạn. Rồi các bạn tập đọc. Ha. Vì có bây giờ học chứ thôi, mà dạ. Tôi cầm cái hô hấp ký trên tay nhiều khi đọc không có được. Cho nên mình sẽ có khoảng 10 cái để cho các bạn đọc. Được không? Bữa khác hay là bữa nay luôn? Dạ dạ, để hôm sau luôn cô. Bữa khác ha, bữa nay học nhiều quá rồi không? Rồi. Tôi cô cho bọn em xin cô cái bài giảng hôm nay được không cô? Được, được. Em cảm ơn cô. Rồi vậy nghỉ ha. Dạ, dạ vâng ạ. Rồi, chào các bạn. Cảm ơn cô. Dạ, em chào cô ạ.